Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, thì mắt lệ tuôn trào, do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi, bà lấy chồng, nhưng tới giờ, vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung, nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là, tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh, mắng. Mấy mươi năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập, mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, các ông chồng vô tình vũ phu này, ở bên ngoài, ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ, chắc đời trước mình thiếu nợ ổng, cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh thuận nghịch, ráng mà sống với nhau. Thế nhưng, bà rất muốn biết, giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong. Hòa Thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa Thượng kể, ngày xưa có một phú thương, đã có rất đông thi thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan, có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ, mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mày mặt như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song giai dế vị trí đã đổi, phú ông thuở ấy giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây, còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ nay được thăng làm đàn ông ở vào giai người chồng. Những oán hận tích chứa thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ đây. Đây gọi là nhân duyên hội đủ, quả báo đến liền thọ. Các cư sĩ nghe Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ. Bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói, bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói, hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ đây về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa, một đời này khuyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa Thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.